Vâng, chỉ với 135 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc bản hatchback một đầu. Một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2008, phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.1 máy xăng. Một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu bản hatchback một đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A 30861 hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này, nhấc máy lên luôn alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống nội thất của xe cho quý vị và các bạn xem và tham khảo một mẫu xe Hyundai Getz. Vâng, nội thất của xe đây, ghế da trang bị màu đen chỉ đỏ các bác nhá, rất là đẹp luôn. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Táp ly của xe này các bác này, rất là đẹp luôn. Vẫn còn gai sần tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa của xe. Khung cánh cửa các bác nhá, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Một mẫu xe phải nói là máy chất gầm chắc con số ngọt, nội thất thì tươi rói, trần này, trần rất là đẹp các bác nhá. Lốp dép của xe các bác nhá, lốp dép của xe khá là dày dặn luôn. Tất cả những cái hệ thống cua lốp này, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Một mẫu xe nhập khẩu bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này, alo cho em. Còn đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhá. Lót sàn 3D, 5D đầy đủ luôn. Cái thế ốc ác bản nề. Hệ thống thông số kỹ thuật. Phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Táp ly cánh cửa các bác nhá, bằng tổng của gương kính chỉnh điện. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa, hệ thống keo chỉ của xe, keo chỉ zin đều tăng tắp các bác nhá, keo chỉ zin. Sơn xi thì màu xanh cốm rất là đẹp luôn. Vâng, chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz bản đủ. Túi khí an toàn, bô lăng 3 chấu. Đây, những cái phần ốc ác bản nè, chưa hề động đến calemolet luôn. Hệ thống chân côn, chân phanh, chân ga. Sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Màn hình Android. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện rất là đẹp. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Máy thì búng nhẹ cái lổ ngay các bác nhá. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Tập đi tập lái, che mưa che nắng, ok các bác nhá. Rồi. Máy lổ rất là ngon luôn các bác này. Hệ thống bô lăng của xe, bô lăng của em nó là bô lăng 2 chấu các bác nhá. Màn hình camera lùi đầy đủ luôn. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Hưng Yên. Rất là ok các bác nhá. Hệ thống màn hình camera lùi đầy đủ đây. Phần hệ thống táp lô của xe. Táp lô của nó này. Hệ thống quả số. Phần phanh tay. Trần của em nó là trần da các bác nhá, trần da này, rất là đẹp luôn. Hệ thống chắn nắng này, hai bên đầy đủ các bác nhá. Hộp đựng kính này. Hệ thống gương chiếu hậu. Đây là phần xi nhan báo rẽ. Đó. Phần phun nước và gạt mưa.
Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này alo cho em. Hệ thống kính lên xuống này. Đấy. Chỉ với 135 triệu đồng thôi. Sản xuất 2008 bản đủ. Bác nào mà khéo mồm khéo miệng đến trực tiếp bãi xe của em sẽ lộc lá cho các bác, lì xì cho quý vị và các bạn 10 triệu đồng. Chỉ còn 125 triệu đồng thôi. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo một mẫu xe Hyundai Getz. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhá, không hỏng vặt luôn. Một mẫu xe phải nói là trâu bò luôn. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn các bác này, tay lắm mở cửa Opilock mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ, lốp dép thì rất là dày dặn. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Máy móc thì lổ rất là êm. Đấy, động cơ chỉ với 1.1 thôi. Tất cả những cái đinh tán răng giật phần ủi và sóc này. Đấy, đinh tán răng giật các bác nhé. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Hệ thống tổng quan của lắp của máy các bác này. Đấy, tổng quan của động cơ các bác nhé. Máy đang nổ các bác nhé, máy nổ rất là êm luôn. Đấy, tất cả là nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhé. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của em nó rất là dễ thay thế, không hề bẩn, mà giá thì lại rất là rẻ luôn. Các bác mua về tập đi tập lái che mưa che nắng rất là ok luôn. Động cơ 4 máy, máy 1.1. Đấy, tất cả cái đinh tán lần giật này, nguyên đai nguyên kiện thôi nhé. Hệ thống tổng quan của lắp cabo. Đó, tổng quan của lắp cabo các bác này. Các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng móp méo các bác nhé, không hề móp méo luôn. Máy gầm đại chất khôn số ngọt, máy số ngọt. Máy của em nó thì đã qua căn chỉnh rồi các bác nhé. Đấy, nên là các bác mua về sử dụng rất là yên tâm luôn. Đấy, đổ rất là êm. Máy móc thì không hề có hiện tượng gì dầu chi, không rỉ dầu các bác nhé, không đâm xô, không ta lại, không gặp nước. Một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Sơn xi thì màu xanh cốm, biển kiểm soát Hưng Yên. Hệ thống đèn pha đèn gầm. Đèn pha đèn gầm rất là đẹp luôn các bác này, rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Lốp dép mới cả dàn luôn. Đấy, lốp dép này rất là dày dặn các bác nhá. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn. Cột tròn sóc này. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 5 năm 2023. Đăng kiểm dài miên man các bác nhá, hệ thống lốp của xe. Đấy, phần lốp của xe các bác nhá. Sau đây là phần táp ly cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ. Phần hệ thống bệ bậc lên xuống. Cái ốc ác bản đề. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa. Hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ của nó đều ra táp luôn. Hệ thống bệ bậc lên xuống. Cái ốc ác bản đề. Chưa hề động đến ca lem LED. Hệ thống cột kèo. Cột kèo ngon, máy số ngon. Cột kèo đầu đít zin, keo chỉ zin.
mà giá tiền chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi. Hệ thống táp ly cánh cửa có đằng sau bên phụ của bác nhá. Đấy, táp ly của em nó đây. Cái ốc ác bản nè. Đấy, hệ thống tất cả những cái khung cánh cửa. Đấy, phần khung cánh cửa các bác nhá, keo chỉ của xe. Đấy, tất cả những cái đinh tán dằn dặt này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Hệ thống bệ bậc lên xuống. Còn đây là phần hệ thống của lốp của đằng sau bên phụ các bác nhá. Lốp dép thì lốp dép 4 của lốp của nó rất là đều nhau luôn, mới cả dàn. Đấy, lốp mới cả dàn các bác nhá. Nội thất thì rất là tươi rồi. Màn hình Android cam lùi đầy đủ luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe cho quý vị và các bạn xem và tham khảo này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy, bác chủ cũ bác rất là giữ gìn luôn. Có cả bạt phủ xe các bác nhá. Đấy, có cả bạt phủ xe luôn. Đấy, hệ thống cốp sau xe này. Còn đây là những cái đinh tán răng giật. Đấy, đinh tán răng giật các bác nhá. Hai bên. Đấy, ốc ác lắp cốp này. Đó, rất là đẹp luôn. Chưa hề động đến kali mở led. Phần tổng quan của lắp cốp. Đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống quả lốp số cua này. Đây, vào phần quả lốp số cua cho quý vị và các bạn xem này. Vâng, đây là phần hệ thống quả lốp số cua. Đấy, sàn xe thì bác chủ cũ bác đã dán một lớp chống ồn rồi. Đấy, dán một lớp chống ồn rồi các bác nhá. Đấy, đi xe ngồi bên trong cho nó đỡ ồn các bác này. Kích tròng đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, phần kích tròng đầy đủ các bác này. Đấy, đầy đủ luôn. Không thiếu một cái đồ gì các bác nhá. Đấy, bạt phủ xe đầy đủ luôn. Đấy, có cả bạt phủ xe đầy đủ các bác này. Hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho quý vị và các bạn xem và tham khảo một mẫu xe Wintergate này. Vâng, đây là phần hệ thống gầm xe này. Gầm bệ của em nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất là chắc chắn các bác nhá. Không có một chút mục mọt nào luôn. Sơn si thì màu xanh cốm, hệ thống đèn phanh rất là đều nhau luôn. Biển kiểm soát Hưng Yên, một mẫu xe Wintergate nhập khẩu nguyên trước, sản xuất 2008, số sàn động cơ 1.1, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào màu đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.